Bến chào nhà mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất. Hôm nay là buổi trưa cả nhà nha. Hôm nay là buổi trưa của ngày 27 tháng 9 thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay. Thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là độc lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Đặc biệt là hôm nay là sẽ có một cái chậu gồng phun nước nha cả nhà mình ha. Chậu này rất là đặc biệt nha, sẽ có cho mã số 1 trong ngày hôm nay ha. Và cuối cùng trong clip ngày hôm nay sẽ có một bộ lư đồng trúc Hoa Long. Bên cạnh đó là có nồi đồng, chảo đồng, niêu đồng nha. Sẽ giới thiệu với cả nhà mình trong video hôm nay. Thì cả nhà xem được thì nhớ cho em xin một like nha. Các bạn xem như là mình có duyên nhau ha. Cho em xin một like nha, là cái ngón tay đưa lên ha. Các bạn nhấp vô giúp em một cái nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào chữ đăng ký giúp em nha. Nhìn thấy có chữ đăng ký các bạn nhấp vào giúp em ha. Để hàng ngày em lên các clip thì các bạn cũng có thể xem được nha. Thì mình có đăng ký kênh, mình có like thì tự động là YouTube sẽ đề xuất cho mình xem các clip tiếp theo bên em ha. Thì hôm nay là có một cái chậu thần kỳ đặc biệt nha cả nhà nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình ha. Rồi đi vào mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình một cái chậu gồng phun nước nha cả nhà ha. Chậu này rất là đặc biệt nha. Mình trà là nước sẽ phúng lên ha. Đây để em trà thử cho các bạn xem nha. Hai cái tay mình đụng nước ha. Mình trà nhẹ nhàng nó sẽ phát ra tiếng kêu nha. Nó sẽ phắn nước lên ha. Đó mình trà nó sẽ bắn nước lên nha. Chậu toàn bộ bằng đồng hết ha. Đem làm lại cho mình xem nha. Mình để một nó lên trên một cái miếng giấy cho nó bằng. Đó, rồi hai cái tay mình ha, mình thấm nước nhẹ lên trên đây, mình trà nó sẽ phát ra tiếng kêu nha. Đây. Đó cả nhà thấy ha, bắn lên nước rất là dữ nha. Ở trong này hình ảnh là trong này nó có hai con rồng ở trong này nè, được làm nổi phía trong này ha, toàn bộ bằng đồng. Đem trà lại một lần nữa cho mình xem nha. Đây mình để lên trên một vật nào đó cho nó bằng. Rồi mình tay mình ha, thấm nhẹ nước cho nước tay nha, trà nhẹ lên trên cái thành này. Đó, rất là đặc biệt nha, mình trà nước là tự động nước sẽ trà lên đây. Nước nó sẽ bắn lên ha, nè. Đó. Làm lại một lần nữa cho mình xem nha, cái chậu này rất là đặc biệt ha. Mã số 1 trong ngày hôm nay, chậu gồng phun nước. Đó. Và đường kính của cái chậu này, đem đo cho mình xem ha. Đường kính của chậu này là 38cm em nha. Đây là mã số 1 trong video ngày hôm nay. Và mã số 1 này, hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Cái chậu gồng phun nước này ha, mã số 1 có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu 500 ngàn cho một cái chậu gồng phun nước ha. Đường kính bề ngang nó tầm khoảng là 38cm, chiều cao là 10cm nha. Và cân nặng nó là khoảng là 1kg 8 giùm em ha. Rất là đặc biệt nha, đây là một cái chậu gồng phun nước rất là đặc biệt. Ở trong này nó có hình ảnh mấy con gồng ở trong này, đây cả nhà mình xem ha. Đem đổ nước rồi quay trong cho cả nhà mình xem. Đây ở trong ha, có hình ảnh hai con gồng trong. Đây là mã số 1 trong video hôm nay ha cả nhà ha. Có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Coi mã số 2 trong ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình có về được một bộ trà nha cả nhà ha. Một bộ trà lắc cây bạc rất là đẹp. Đây một bình và 4 ly. Đây cả nhà thấy ha, đây là một cái bình trên đây là có hình ảnh con nai nè ha. Ở trong rất là sạch nha. Bộ trà tráng bạc, ở trên có dơi tài lộc nữa nè. Dán rất là đẹp cái bình ha, kèm theo là 4 cái ly. 4 cái ly lắc cây bạc như thế này luôn. Cho cả nhà xem ha. Bộ này thì quá đẹp cho bộ này luôn nha. Bộ này mã số 2 trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Và một bộ như thế này, về cân nặng ha. Về cân nặng của một bộ trà lắc cây bạc như thế này tầm khoảng là 800g và chiều dài là khoảng là 15. Rồi chiều cao là 8cm, bề ngang ha, bề ngang ly là khoảng 5cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 1.800.000 ha, 1.800.000 cho một bộ trà lắc cây bạc của ngày hôm nay. Bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Đây là mã số số 2 có trong video hôm nay. Mã số 3 hôm nay là bên em còn về được một con giáp. Đây cả nhà xem ha, một con giáp đế tiền nha. Con này rất là đẹp. Con này tổng trọng lượng tới 2,5kg cả nhà ha, một con giáp. Đó, đứng trên một cái đế tiền. Đây là mã số 3. Rồi chiều cao tổng thể là 20cm, bề ngang đế tiền tầm khoảng là 15. Và một con giáp đế tiền như thế này, hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con giáp đế tiền ha. Đứng trên cục vàng rất là to, con chó ha. Trọng lượng là khoảng 2,5kg một chuyện đây. Con này có giá giao lưu cả nhà 1.200.000. 1.200.000 cho mã số 3. Và mã số 4. Mã số 4 cũng là một con giáp luôn. Đây là một con dê nha. Một con dê tổng trọng lượng là khoảng là 2,5kg luôn nha cả nhà ha. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 22cm. Bề ngang tổng thể là khoảng là 15.
Và con dê này hôm nay là cũng có giá giao lưu với mình ha, một con dê tài lộc. Con này cũng 1.200.000 luôn. Đây mẫu giáp đế tiền rất là đẹp. Ai mà tuổi con dê và có cần sưu tầm các linh vật thì có thể quan tâm tới các sản phẩm này nha các anh em ha. Rồi 1.200.000 luôn nha các anh em nha. Đây là mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 là một con rắn. Đó, mã số 5 là một con rắn đế, một con rắn đế đế tiền luôn ha. Cũng dòng lượng là 2,4 kg. Chiều cao tổng thể là 21 cm. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 16 ha. Chất liệu bằng đồng và một con rắn đế tiền như thế này. Hôm nay là có giá giao lưu với cả nhà mình cũng là 1.200.000 luôn. Có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp giúp em nha. Đây là mã số 5 của trong video ngày hôm nay ha. Xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh giùm em luôn nha. Đây là mã số 5 của trong video ngày hôm nay. Rồi mã số 6 mà bên em muốn giới thiệu cả nhà mình còn một cặp cốc nha. Đây một cặp cốc ha, cặp cốc rất là độc lạ. Rất là đẹp. Cặp cốc này tổng trọng lượng là tầm khoảng là 3 kg cả nhà ha. Một con á, một con là nặng cỡ gần 700 g và chiều cao này. Chiều cao tổng thể tầm khoảng là 12, bề ngang ha, khoảng là 14 cm. Cặp cốc chất liệu đồng ha, cặp cốc này. Và về trọng lượng của cặp này là khoảng là 3,3 kg. Đây mình cùng xem ha, một chuyện đầy đủ luôn nha. Và một cặp như thế này. Hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình hai con này. Một cặp cốc này là tới 3,4 kg được, 1,5 kg nha cả nhà nha. 1,5 kg ha cho một cặp cốc. Đó, đây là mã số 6. Có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Đây là mã số 6 ha. Rồi. Mã số 7 tiếp theo ngày hôm nay là còn được một cái bàn ủi thời Nguyễn. Hôm trước là em có một cái giao lưu rồi, hôm nay còn cái này giới thiệu của mình luôn ha. Bên này là có chạm nè, cả nhà xem. Và tổng trọng lượng của cái này, tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg và chiều dài tổng thể là khoảng là 22 cm. Bề ngang là 10-13. Và mã số 7 có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bàn ủi thời Nguyễn ha. Rất là đẹp nha. Một cái bàn ủi thời Nguyễn như thế này. Rồi có giá giao lưu với mình là 1,000.000 đồng thôi, 1,000.000 đồng ha. Cho mã số 7. Rồi mã số 8 của ngày hôm nay bên em còn được một cái cối chày bằng đồng. Tổng trọng lượng của cái cối chày này rơi vào khoảng là 2,2 kg và chiều cao đây cả nhà xem ha. Chiều cao tầm khoảng là 21-22 cm. Rồi bề ngang tầm khoảng là 10-11. Rất là vang cả nhà nha. Đây cối chày nè. Đó, có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cối chày như thế này là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu ha. Bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Đây là mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9 hôm nay là còn được một cái con chuột. Đây một con chuột đế tiền ha. Tổng trọng lượng là tầm khoảng là 2,3 kg và chiều cao tổng thể của con chuột đế tiền này 21 cm. Bề ngang tổng thể là khoảng là 15 và có giá giao lưu cả nhà mình một con chuột đế tiền như thế này. Đây mình cùng xem ha. Một con chuột đế tiền có giá giao lưu với mình con này là 1,200.000. 1,200.000 cho mã số 9 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Mã số 9. Rồi mã số 10 hôm nay tiếp tục còn được một cái chảo đồng này cả nhà nha. Một cái chảo bằng đồng ha. Chảo đồng mã số 10. Tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg và chiều dài tổng bề ngang tổng thể ha. 21 cm, chiều cao là khoảng là 10 cm. Đây nguyên một cái chảo đồng rất là dày. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Và một cái chảo như thế này. Hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà 1,1 triệu nha. 1,1 triệu. Đây cả nhà mình xem, 1,1 triệu nha. Cho mã số 10 có trong video buổi trưa ngày hôm nay nha. Mã số 10 ha. Rồi mã số 11. Hôm nay còn là một cái cây cân rất là đẹp. Đây cây cân đồng xưa nha cả nhà ha. Của ông 6 em gì nè. Cây này cân được 12 kg. Đó, cây cân bằng đồng nha. Cây này giá nó còn rất là đẹp. Dây rất là dày. Cây này là năm 2000, hình như là trên đây nó có khắc nè. Ngày 11 tháng 5 năm 2001. Cây này là được làm năm 2001. Đó, cân đồng ha, còn rất là đẹp. Đặc biệt là trọn bộ bằng đồng như thế này nè cả nhà xem. Cái ông cái người đó tên Dương tên gì nè, đã khắc tên của người khắc cái cây này luôn á. Cây này có giá giao luôn cả nhà 1,2 triệu nha. 1,2 triệu cho mã số 11 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà ha. Mã số 11. Rồi mã số 12. Đây, 12 của ngày hôm nay là một cái hũ trà đặc biệt của ngày hôm nay, một cái hũ trà lắc kê bạc. Quá đẹp cho hũ này luôn nha các anh em nha. Hũ trà ha. Và được lắc kê bạc rất là đẹp. Ở đây chữ mộc chuyện nè. Ở trong toàn bộ nó bằng đồng, nó lắc kê một lớp bạc ngoài rất là dày, rất là đẹp, rất là sang trọng nha các anh em ha. Và cái hũ trà này hôm nay thì bên em cũng có giá giao luôn cả nhà mình là 900.000 nha. Một cái hũ trà lắc kê bạc. Lâu lâu mới về được cái hũ đẹp như thế này. Có tổng trọng lượng là khoảng 850 g, chiều cao là khoảng là gần 11,5 gần 12, bề ngang tầm khoảng là 8,5 cm. Và có giá giao lưu cái nhà mình là 900.000 nha. 900.000 ha. Cho mã số 12. Rồi mã số 13 của ngày hôm nay
thì em còn được một cái ấm này nè, một cái ấm lắc cây bạc đó, một cái ấm trà lắc cây bạc rất là đẹp, hình ảnh rồng, bên đây là phụng ha, đây trông rất là sạch, cái nhà em xem ha, một chuyện này. Và cái này á thì bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 13, rồi chiều sâu ha, chiều sâu là 8 cm, vừa trưng bày sưu tầm sử dụng, quá đẹp luôn nha cả nhà nha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái ấm trà lắc cây bạc như thế này 700.000 thôi, 700.000 cho mã số 13. Rồi thứ hai mã số 14, mã số 14 cũng là một cái ấm trà lắc cây bạc nữa, đây cả nhà em xem nha, lắc cây bạc hình ảnh là tích là cá chép ha, một chuyện nè, để trồng ha, rất là sạch nha. Cái này cũng có giá giao lưu cái nhà 700.000 nữa ha, 700.000 cho mã số 14, một chiều dài tổng thể tầm khoảng là 12 cm này, cả nhà xem, chiều cao là khoảng là 6,5. Đây mã số 14 có trong video ngày hôm nay nha, mã số 14 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà ha. Rồi tiếp theo mã số 15, đây 15 ha, 15 là bên em có được hai cái new, một cái là bên em đánh bóng rồi, một cái là chưa có đánh bóng, thì cả nhà mình thích chơi cái nào thì báo giúp em nha. Đó mã số 10, 15, hai cái new để em quay lên cho cả nhà mình dễ lựa chọn ha, một cái là em vừa đánh bóng xong, một cái là giữ nguyên cái màu đồng cũ luôn, thì mỗi một cái đều có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,1 triệu một cái. Đây cả nhà xem, cái này là em đánh bóng hết trơn luôn nè, rất là vàng, rất là đẹp luôn á, một cái nặng là khoảng 950g như cả nhà nha, một cái new, còn cái này là chưa vệ sinh gì lại hết, còn đồng cũ nè đó, mình là thích lấy cái mà đánh vàng rồi cũng được, hoặc là cái mà không đánh cũng được ha, thì hai cái này một cái cũng có điều có giá giao lưu cả nhà 1,1 triệu một cái nha. Đó thì cả nhà mình có nhu cầu lấy cái nào cũng được, lấy cái đánh bóng cũng được, hoặc là chưa đánh bóng cũng được. Đó mấy cái này chiều cao của nó nè, cái niêu này về nấu cơm là bao ngon luôn, chiều cao tổng thể là khoảng là 11,5 ha, mặt đường kính ngang là tầm khoảng là 10,5 11,5, đế này ha, đế là tầm khoảng là 15. Đó một cái là 1,1 triệu, quá đẹp luôn nha cả nhà nha. Đây mà số 15 thì có hai cái, một cái cũng đồng giá 1,1 triệu, mình thích lấy cái đánh bóng hoặc là mình thích lấy cái đồng cũ cũng được, nói chung là cả nhà mình được quyền lựa chọn nha, được quyền lựa chọn hai cái new này. Đây là mã số 15. Rồi mã số 16 trong ngày hôm nay thì bên em còn được một cái bàn tính này ha, cái bàn tính của người Hoa, nhất bổn vạn lợi là 1 vốn 1,000 lời, tứ quý phát tài, 4 mùa mang lại may mắn tài lộc. Đây cái nhà em xem nha, nhất bổn vạn lợi ha, bên đây là tứ quý phát tài nha, thì 1 vốn 1,000 lời và 4 mùa mang lại may mắn tài lộc nha, toàn bộ bằng đồng, một bộ bàn tính rất là đẹp. Và trọng lượng của cái này tầm khoảng 1 ký nha cả nhà nha. Và chiều dài này là khoảng 12 cm, chiều cao là 10 cm ha. Và một cái bàn tính như thế này, hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà 1,2 triệu cho một cái bàn tính ở mã số 16. Rồi mã số 17. 17 là một cái nồi đồng. Hôm nay là có về được thêm một cái nồi đồng. Đây mình cùng xem ha, một cái nồi đồng nha. Tổng trọng lượng của cái nồi đồng này khoảng là 2,7 nha cả nhà nha. Và đường kính ngang tới quai luôn là khoảng là 23. Và lọt lồng này khoảng 19 cm. Đó. Và cái này có giá giao lưu cả nhà mình. Đó, một cái nồi như thế này là 1,5 triệu nha, nó nặng tới 2,7 kg được. Bảo hành mấy đời chưa hư luôn, về lâu lâu mình chùi sáng bóng lại là quá đẹp luôn ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đây là mã số 10, 10, 10, 17. Rồi 18. Không, đó là mã số 16 chứ, mã số 16, cái này là mã số 17 nha. Cái mẹ còn một cái mẹ kho, thịt sùng của cái mẹ kho. Cái này mã số 17. Đây. Quay văn quả tiết trên đây rất là đẹp. Thì cái này em xem ha. Về trọng lượng tầm khoảng 1,5 kg. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 10, 19 cm ha. Và lọt lồng này là khoảng là 15. Và cái này nặng là khoảng 1,5 kg. Cái này hôm nay em có giá sale cho mình hơn 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho mã số 17 ha. Rồi mã số 18. 18 là một cặp chuông. Đó cả nhà xem ha. 18 là một cái cặp chuông. 18 là một cái cặp chuông lắc. Đó, một cặp chuông lắc Tây Tạng. Tổng trọng lượng khoảng nửa ký cho cặp này, và chiều cao ha, chiều cao tổng thể là khoảng là 14 cm. Và một cặp này hôm nay, đây cả nhà xem nha, cặp này hôm nay bên em có giá sẽ giao luôn cả nhà 1,000,000 đồng nha, cho một cặp chuông ha. Qua văn quả tiết cả nhà xem, quá đẹp cho cặp chuông như thế này.
đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 19 có trong 18 có trong video hôm nay nha, số 18 ha. Rồi mã số 19 là còn là một cái bàn ủi nha, một cái bàn ủi 51908, hai bên là hai con gồng nổi đây cả nhà mình xem ha. Tổng trọng lượng tới 7 kg được, hai bên là hai con gồng nổi đây cả nhà mình xem, rất là đẹp. Mỗi bên 12 lỗ ha, chiều cao tổng thể là khoảng là 24, rồi chiều dài là khoảng là 26 cm. Và một cái bàn ủi như thế này là số 19. Đây, trong chỉ than 1908 nha, bàn ủi 1908 nha anh em ha. Và cái này có giá giao luôn cả nhà mình là 3 triệu đồng nha, nặng tới 7 kg. Đó, đây là mã số 10 19. Rồi mã số 20 là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay, là như nãy giới thiệu là bên em còn được một bộ lưu đồng trúc quá long nha cả nhà ha. Bộ này là bộ lưu nhất á. Bộ này nó cao tới gần 70 cm, nặng 23 kg. Đây mình cùng xem nha, chiều cao nè, chiều cao là gần 70 nha cả nhà ha, 68 gần 70 cm, chân đèn là khoảng 60 cm nha. Một bộ lưu trúc quá long đó, hai bên là đánh hai con rồng, ở trên là nhành trúc ha. Và cái này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ lưu đồng trúc quá long như thế này đó là 18 triệu đồng ha. Hôm nay sale cho mình bộ này nha, 18 triệu đồng cho một bộ lưu đồng trúc, hàng thủ công hàng gời đó, lưu xưa nha cả nhà ha. Mình có nhu cầu sưu tầm bộ này báo lại giúp em nha. Bộ này nặng là tới 23-24 kg. Và đây là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo nha. Xem được nhớ cho em xin một like ha, hoặc là các bạn nhớ bấm vào chữ đăng ký kênh nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.